Mình tên là Luật, năm nay 38 tuổi. Đấy, tuổi tuổi nhà nước, còn tuổi dân gian là 39 tuổi, chuẩn. Trước khi đấy chưa uống cái này, tôi không tin cái này lắm đâu, nhưng mà uống sử dụng thấy hay và hiệu quả. Hay ở chỗ đầu tiên tôi ngày đi vệ sinh là mấy lần cơ? 3 lần, ít nhất 3 lần. Nhưng bây giờ từ lúc uống cái này tháng hơn tháng rồi. Có lúc bây giờ bình thường nó nhiều hai không chỉ một, nhưng mà nó cái quan trọng là mình đi vệ sinh nó không ra cái khí hư, gọi mình gọi là đi ra viện khám gọi là kích thích đại tràng đấy. Nhưng uống thuốc ở viện rất nhiều rồi, đi nhiều nơi nhưng mà không được. Nhưng mà về cô nó bán cho lại thuốc này uống là mới được tháng hơn tháng nhỉ, nhưng uống thế dễ hơn chịu. Một tháng, có nghĩa là bây giờ mình gọi là một tháng đây, bình thường là giờ đánh giấm là ra hơi, ngày trước ra đánh giấm là ra toàn nước. Phải nói thực sự uống cái này là giờ nói chung mình cảm thấy là giờ, trong ruột mình tự tin, trước bụng nó to, cảm giác không phải to mà mình cứ thấy đầy bụng, nó nhanh nhanh ở nhà vệ sinh không đi đâu rồi, khổ lắm, đi đâu về mất trước mất sau, nhìn nhà vệ sinh nhà người ta khổ lắm, có dám đi đâu đâu, đâu có ở nhà cho vợ đi hết. Thế nó uống cái này giờ chả biết là cái này là gì, nhưng mà dùng dùng là được mà. Đây thấy dùng được. Tức là anh dùng cả hai sản phẩm này là hơn một tháng rồi. Hơn một tháng nhưng mà thấy là dùng được. Mỗi ngày là anh uống một cốc hay là hai cốc này? Sáng mỗi buổi sáng là ngủ dậy là uống một cốc.